Khán giả đòi tiền vé giữa đêm nhạc, Tuấn Hưng thông báo trả lại nhưng lạ lắm. Tham gia một sự kiện âm nhạc mới đây, Tuấn Hưng đã phải cúi đầu xin lỗi khán giả vì sự cố giọng hát. Khi nam ca sĩ ngỏ lời hoàn tiền, nhiều khán giả đã yêu cầu thực hiện ngay tại sự kiện. Mới nhất, Tuấn Hưng thông báo thống nhất với ban tổ chức hoàn tiền cho những khán giả không cảm thông được sự cố này. Cái này là do lỗi của ca sĩ và ban tổ chức. Nếu chuẩn thì nên bù cho khán giả một buổi vào ngày gần nhất, chứ không phải là bắt khán giả phải cảm thông. Thật sự, lỗi của mình mà đè khán giả ra nạn. Trời, anh viết câu không cảm thông được cho sự cố này, nghe vừa nặng nề mà nghe như kiểu khán giả thật khó khăn nếu như không cảm thông, đọc cảm thấy kiểu như vậy. Đã dám chịu thì cứ đền tất, còn chia hai loại có cảm thông và không cảm thông, nghe ngang quá. Những ngày vừa qua, dư luận đã không khỏi xôn xao trước màn trình diễn 3 phần bất lực, 7 phần bất lực nốt liên quan tới màn trình diễn của nam ca sĩ Tuấn Hưng khi anh tham gia một đêm nhạc có tên Delo Delo. Sau màn trình diễn bất ổn này, sao nam đã lập tức gửi lời xin lỗi ban tổ chức cùng khán giả tham gia sự kiện bằng cách đăng đàn trên trang cá nhân. Thành thật xin lỗi ban tổ chức của Delo Delo khi tối nay giọng của Tuấn Hưng có vấn đề và hát không tốt. Ngay từ chiều biết không ổn nhưng không thể không xuất hiện vì sẽ làm ảnh hưởng tới uy tín của ban tổ chức chương trình. Hưng không xứng đáng nhận thù lao ngày hôm nay. Nếu được, cho Hưng xin một ngày gần nhất trong tuần sau, hoặc Hưng xin hoàn lại tiền vé cho khán giả. Cảm ơn tất cả sự thương yêu của mọi người và xin nhận lời xin lỗi của Hưng tối ngày hôm nay. Cảm ơn âm thanh và ánh sáng, cảm ơn ban nhạc, cảm ơn em yêu Việt đã hết lòng mang toàn xe xịn đến đêm nhạc tối nay. Chia sẻ này của Tuấn Hưng đã nhận về nhiều sự đồng cảm của khán giả. Bên dưới bình luận, nam ca sĩ tiếp tục chia sẻ video biểu diễn kèm những dòng trạng thái đầy bất lực. 6 bài đầu vẫn căng thế này, tự dưng ức chế. Lắng nghe 6 ca khúc của Tuấn Hưng, nhiều người nhận định vẫn rất hay. Hay mà ca ơi, vẫn hay lắm idol, hay anh ơi. Bên cạnh đó, cũng có người khuyên nam ca sĩ nên sử dụng ít chất có cồn lại để có thể giữ gìn được giọng hát. Chuẩn dám khen dám chê, dám nhận trách nhiệm thì mới là idol của em. Anh giữ gìn sức khỏe uống ít thôi thì sẽ tìm lại bầu trời. Ca giữ gìn sức khỏe ạ. Thế là dở rồi, uống ít ít thôi để sau đỡ phải xin lỗi tương tự như này. Trước vấn đề này, Tuấn Hưng phản hồi như sau. Bạn có đi xem không? Có bao giờ bỏ tiền đi xem ca sĩ hát không? Ai chả có lúc gặp vấn đề về sức khỏe và mình chấp nhận điều đó và mong khán giả của mình sẽ chấp nhận lời xin lỗi. Cơ bản nhất là những người có mặt trong tối hôm nay. Sau lời xin lỗi và giải bày của Tuấn Hưng, ban tổ chức show diễn này cũng đã có những chia sẻ với truyền thông về ồn ào ngoài ý muốn trong đêm diễn. Theo đó, đại diện ban tổ chức cho biết đã nhận được nhiều tin nhắn qua fanpage, số di động cá nhân liên quan tới sự cố trên sân khấu của giọng ca Tìm Lại Bầu Trời. Sau khi Tuấn Hưng xin lỗi khán giả ngay trên sân khấu và mong muốn hoàn lại tiền vé, một số người yêu cầu trả tiền ngay tại đêm nhạc. Ban tổ chức đêm diễn khẳng định sẽ hoàn trả toàn bộ số tiền khán giả đã bỏ ra để mua vé và check-in tại bàn vé sự kiện như một lời xin lỗi. Ban tổ chức đêm nhạc phân trần, đây là sự cố hoàn toàn ngoài ý muốn và thông báo khán giả theo dõi trên fanpage để sớm nhận được bồi hoàn nghiêm túc và nhanh chóng. Đại diện ban tổ chức cũng bày tỏ quan điểm về phát ngôn muốn trả tiền vé cho khán giả của nam ca sĩ và muốn diễn bù vào một đêm nhạc khác như sau. Sau khi cân nhắc, chúng tôi thống nhất phương án hoàn vé cho khán giả vì việc tổ chức một đêm nhạc khác vào tuần sau không hề đơn giản. Chúng tôi chấp nhận phần thiệt thòi để mang đến sự yên tâm cho khán giả và không phụ tình yêu của mọi người. Ở diễn biến mới nhất, Tuấn Hưng cũng đã lên tiếng về quan điểm hoàn tiền vé trên trang cá nhân của anh như sau. Sau khi bàn bạc với ban tổ chức của chương trình Delo Delo, Tuấn Hưng xin gửi tới những khán giả đến xem và nghe đêm nhạc. Gửi ngàn lời yêu, lời cảm ơn chân thành nhất và Tuấn Hưng đã thống nhất với ban tổ chức là sẽ hoàn tiền vé cho những khán giả không cảm thông được sự cố này. Cảm ơn mọi người, mong mọi người thông cảm và xin lỗi vì lý do sức khỏe của cá nhân Hưng. Mọi chi tiết xin liên hệ về ban tổ chức của Delo Delo ạ. Tuy nhiên, việc đăng đàn hoàn tiền vé của Tuấn Hưng đã gây tranh cãi khi anh cho biết sẽ hoàn tiền về cho những khán giả không thông cảm được sự cố này. Cái này là do lỗi của ca sĩ và ban tổ chức. Nếu chuẩn thì nên bù cho khán giả một buổi vào ngày gần nhất, chứ không phải là bắt khán giả phải cảm thông. Thật sự, lỗi của mình mà đè khán giả ra nạn. Trời, anh viết câu không cảm thông được cho sự cố này, nghe vừa nặng nề mà nghe như kiểu khán giả thật khó khăn nếu như không cảm thông, đọc cảm thấy kiểu gì vậy. Đã dám chịu thì cứ đền tất, còn chia hai loại có cảm thông và không cảm thông, nghe ngang quá. Bên cạnh đó, cũng có những người ra lời đồng cảm với Tuấn Hưng. Anh Hưng ơi, vậy anh có diễn lại không à? Hôm đó khán giả thông cảm cho giọng hát của anh, nhưng mà điều khiến mọi người buồn là anh không ở lại giao lưu ấy ạ. Tuấn Hưng sau đó đã hồi đáp lại bình luận này. Tại Delo Delo thì không em ạ, anh đang tính toán một show ở địa điểm khác, có gì anh sẽ thông báo. Cảm ơn em nhiều.
giữ sức khỏe nhé anh Minh ơi. Anh giữ gìn sức khỏe nhé à. Khán giả vẫn luôn gấp đôi, gấp tỷ tỷ lần yêu thương anh. Thương bạn mình. Còn bạn, quan điểm của bạn về vấn đề này như thế nào? Hãy bình luận bên dưới video để Abyss được biết với nha.